Hương Sắc Hoa Lan xin chào cả nhà. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ cho cả nhà những bông hoa đang nở, bông hoa đang nở. Một cây để coi, một cây Why Not, một 4 cây Rust và một cây Dendro. Dendro ở đây em sẽ bán là Gift By God. Cây Why Not, em chia sẻ cây Why Not trước nha. Cây này là cái cây Why Not 3 mắt nè. Ở nhà nhìn vô cả nhà thấy không? Nó có 3 mắt á, cái họng nó màu vàng. Cây này là hoa chùm. Hiện tại cái cây hoa này là chưa có đạt nè. Đạt nó sẽ hoa nó sẽ to hơn nữa. Và cái cây này đó là cái dòng mà cực kỳ xiên hoa và cây khỏe nha. Cực kỳ xiên hoa, cây khỏe, vòi nào cũng có hoa hết trơn á. Mà các bà cả nhà mà dưỡng thành một cái bụi lùm á thì hoa nó bao đẹp luôn. Hoa rất là nhiều và nó rất là bền. Xiên hoa, bền, đẹp. Là cái cây Why Not này. Mà cái cây này là em thuần bằng than nữa. À, thuần bằng than luôn. Cả nhà mua về tưới nước, tưới nước xong rồi bỏ phân tăng chậm ở gốc là có thể cây có thể phát triển tốt. Nhớ là phải cho nó một chút ánh sáng nắng nha. 70% nắng, trồng dưới cái lưới 70% nắng hoặc là ban công, nhưng mà phải hướng về hướng đông thì cây nó sẽ tốt ha. Cây này em chia sẻ cho cả nhà một giá là 190.000 đã bao gồm phí ship luôn. Chậu này chậu zin á, chưa khai thác gì hết trơn á. Cây này là cái cây mà em chưa khai thác gì hết nha. Cây này là cây Why Not 3 mắt. Why Not 3 mắt. Hiện tại nó đang nở được một cái bông rồi, còn 2 cái nụ nữa. Cây này mà dưỡng chậu đẹp là bao đẹp luôn. Hoa thì to, hoa to nha. Hiện tại cây này hoa nó hơi nhỏ nè. Đó là do cây nó chưa có lực á, chưa có lực nên nó hoa nhỏ. Cây này em chia sẻ với giá là 190.000 đã bao gồm phí ship luôn. Quá đẹp, quá rẻ và quá đẹp. Tiếp theo em chia sẻ cái cây Maikai lại với Star Ruby. Chậu này thì đang hoa. Cây này là cái cây mà theo kiểu mình mua hàng mua lên đó cả nhà, cho nên nó sẽ có cây đẹp và cây xấu. Hiện tại em đã tách chiết cái cây này là từ một cái cây đẹp, và em thấy là cái khuôn hoa và cái độ mụn của nó thuộc dạng là đẹp. Màu sắc cũng đẹp, màu sắc cũng đẹp luôn. Đây em cho cả nhà xem cái mặt hoa. Gió quá. Đây, đó. Cho nên khi mà mua cây này đó, là cả nhà nếu mà mua ở kênh khác đó, thì cả nhà nên mua cái cây Maikai Live với Star Ruby này đã nở hoa rồi nha. Hoặc là nói là cho mình cái cây đó đã nở hoa chưa, đã từng nở hoa chưa, để mình biết được mặt hoa. Đôi lúc mình nhà vườn chỉ đăng cái hình ảnh chung chung thôi, cả nhà không biết á. Đây là một cái cây mà đẹp. Hiện tại em còn có một chậu này à, mà em bán luôn. Cái chậu này em bán với giá 200.000 đã bao gồm phí ship nè. Cây này là có rất là nhà vườn có rất là nhiều, nhưng mà dạng hàng mà hàng mô lên nó chưa có sổ mặt hoa. Mặt hoa nó cũng không đẹp nữa. Cây này em chia sẻ cả nhà với giá là 200.000 đã bao gồm phí ship nha. Cây này tên là Maikai Live với Star Ruby. Cây này đẹp luôn nè. Thuần bằng than. Em lại thuần bằng than. Tất cả đều thuần bằng than. Khuyến mãi mấy cọng cỏ ba lá. Chút nữa nhổ dạ. Maikai lại với Star Ruby. Cây này nở hoa chùm. Khi mà cả nhà dưỡng thành một chậu tác phẩm nó nở ra 2-3 giòi. Trời ơi cực kỳ đẹp luôn. Tại vì mình đã có một chậu rồi, nó nở tuyệt vời như vậy. Nó nở rất là nhiều vòi luôn. Mà cái màu của cái cây này cũng rất là đẹp nè. Cái màu cây này đẹp nè. Có nhiều cây nó ra bị tái. Cho nên mua cái cây này, nếu mà không mua bên em mà mua ở chỗ khác thì cả nhà cũng phải hỏi cái mặt hoa đó nha. Chứ không thôi cây này là cây mua lên á. Hàng này là hàng em tuyển chọn tách chiết nè. Nhưng mà nó đang hoa cho nên em bán cho cả nhà mua yên tâm hơn. Chỗ này em chia sẻ với giá là 200.000 đồng đã bao gồm phí ship. Tiếp theo là một cái cây. Cái cây này là cái cây hồi bữa em có bán rồi á. Là cái cây Sunset Glory, em bán cái bụi to chà bá luôn, 600.000. Cây đó là cái cây tác phẩm em bán rồi. Và cái cây này là cái cây hàng tách chiết. Cây này nó sắp tàn rồi, hoa nó bớt đẹp rồi. Trước khi mà nó mới nở cực kỳ đẹp luôn, mê luôn. Nhưng mà nó cực kỳ xuyên hoa và cực kỳ bền nha. Cây này đáng chơi. Nó giống như cái khuôn hoa của cây Golden Lori vậy đó. Cây Golden Lori nó cũng thuộc thể loại là cây Mỹ. Mà nó cực kỳ xuyên hoa luôn. Cây này cũng tên là Sunset Glory. Giống nhau, giống cái cây Golden Lori. Thân lá cũng y chang luôn. Cây này em chia sẻ cho cả nhà nè. Cây này xưa lắm rồi. Nó sẽ có hai dạng lần. Nhưng mà cây này là cái dạng thuộc dạng xưa nè. Cây này em chia sẻ cho cả nhà giá 190.000 đã bao gồm phí ship. 190.000 đã bao gồm phí ship. Thuần bằng thang luôn, chậu zin thuần bằng thang. Đang hoa bớt đẹp rồi, do đã nở lâu rồi. Cũng không biết nở bao lâu nữa. Cực kỳ. Cây này cực kỳ thích, em thích lắm tại vì nó rất là xiên hoa. Chơi cái cây mà nó xiên hoa nó dễ trồng, cây này cũng thuộc dạng là dễ trồng á, xiên hoa dễ trồng, hoa bền nữa. Mua về là cả nhà chỉ tưới nước và bỏ thêm một phân tăng chậm ở gốc thôi là ok. Đó thì nó thuộc dạng là cũng dễ trồng, nhưng mà phải biết trồng thì nó mới gọi là dễ trồng, còn không biết trồng thì nó cũng dạng là khó trồng nha cả nhà. Mà em thấy là đơn giản đó. Bây giờ cái cây chậu này mua về nè, để dưới ánh nắng 70% nắng và tưới nước, bỏ thêm phân tăng chậm ở gốc thôi. Bên vườn em thì hạn chế tưới phân tưới thuốc hạn chế, tại vì nó cũng không tốt. Dĩ nhiên là nó tốt cho cây rồi đó. Cây là nó phải tốt rồi, bón phân. Cây nào mà bón phân bón rễ mà nó không to, bón phân bón tưới phân tưới thuốc thì nó không tốt, nhưng mà nó lại ảnh hưởng cái khác. Cho nên là bên vườn của em là hạn chế, rất là hạn chế trong cái việc sử dụng phân thuốc. Cho nên cả nhà mua về, cả nhà có phân tăng chậm thì bỏ dưới gốc, rồi tưới nước, nhớ tưới nước rồi để dưới ánh nắng là 70% nha. Chậu này á, nên mua, cây này nên mua tại vì nó rất là khỏe, ít bệnh bằng bó hoa ly mà chơi hoài. Đây là Sunset Glory. Rồi em chia sẻ thêm cho cả nhà một cái chậu nè, hoa cực kỳ đẹp, hoa cực kỳ đẹp và thơm luôn. Nhưng mà hiện tại có mấy cái lá cuối nó hơi bị xấu rồi, 1, 2, 3 lá cuối nó hơi bị xấu nè. Chậu này hồi xưa em bán cao giá lắm á, tại vì cái hoa nó rất là độc đáo. Hoa nó rất là độc. Mà nó thơm nữa, nó dáng giống như dạng Hawaii Star vậy á. Hiện tại cây này đang đi 2 hướng nè. 2 hướng, mỗi hướng là 1, 2, 3, một hướng là 4 lá đẹp. Một hướng là 3 lá đẹp. Đang nụ luôn, đang hai cái nụ nè, thuần bằng thang. Chậu này á, hoa rất là dễ thương, rất là dễ thương, rất là độc nha. Nó là cánh trắng, trắng lưỡi mà lưỡi tím, không phải lưỡi tím mà tím kia là tím thiên già, tím đỏ. Mình có để hình kế bên đó để cho cả nhà xem. Cây này rất là hoa, rất là thơm luôn. Chị cây này cũng ít người có lắm. Hoa nó cũng rất là độc. Cây này cũng thuộc dạng là thuần khó đó nha. Mình không có thuần được cái cây này. Ông ý là mình không có trồng, có nghĩa là cắt ra mà trồng được á. Như à trồng thì mình về mình bón phân tưới nước được. Hiện tại nó đang hai nụ nè. Cây này em chia sẻ cả nhà là 250.000 đã bao gồm phí ship nha. Đang nụ. Hoa rất là đẹp luôn. Thơm nữa. Cây này hoa đẹp và thơm nữa. Một đi hai hướng, chậu đi hai hướng. Có 3 lá hơi 6 ở phía đuôi á. Chậu này em chia sẻ với giá là 250.000 đã bao gồm phí ship. Cây này á, em cũng không biết tên luôn. Chỉ biết đó là thuộc cái dòng mà Hawaii Star xưa á. Này là cây xưa nha cả nhà, chứ không phải là cây mới đâu. Cây xưa cây này cũng rất là ít người có luôn. Chỗ này đang nụ mọi chia sẻ với cái giá là 250.000 đã bao gồm phí ship. Hoa rất thơm, mặt hoa rất là độc. Mặt hoa rất là đẹp và độc luôn. Mình cảm nhận như vậy. Rồi em tiếp theo là em chia sẻ một cái cây. Cây này là cái cây Bunaki. Cây Bunaki này cái người mà trồng Rust là phải có. Thấy không? Thấy cái cánh trắng, cánh tím lưỡi trắng không? Cây này các bạn nói là cực kỳ đẹp luôn. Lúc trước đó là cây này là hàng Thái nha, nhưng cũng có hàng, có người thì cũng có hàng Mỹ nữa. Nhưng mà cây này mình không biết chắc là nguồn gốc từ nào. Lúc nở nó sẽ nhạt, nó sẽ tái tái, nhưng mà để 3-4 ngày á, là cái màu hoa nó lên cực kỳ đẹp giống vậy nè. Màu hoa ở ngoài nó cưng lắm, tím mà tím gì nè, thấy không? Mình quay phim vào buổi chiều cho nên nắng cũng không có, nhưng màu hoa khi mà quay vô nó sẽ chân thực, rất là chân thực. Nó không có bị phản ánh từ cái ánh nắng đó, nó chiếu vô. Đây. Cây này cũng thuộc dạng là phải gọi là quốc dân của dòng Rust. Chơi đó là phải chơi hoa này. Cây này nó đẹp lắm. Lúc trước đó là nó hàng nó về rất là nhiều, nhưng sau này nó lại có giá hơn. Tại vì cái mặt hoa nó vừa đẹp và vừa dễ trồng nữa. Hoa bền, cực kỳ bền. Cậu này á, em bán với giá 170.000 đã bao gồm phí ship nha. Cầu zin luôn, đi 3 hướng. Đàn hoa. Cây này chơi đất đáng đồng tiền. Cây này chơi đất đáng đồng tiền. Đây là cây quốc dân của dòng Rust. Jojo cũng là dạng quốc dân. Chơi Rust lúc nào cũng có cây Jojo. Bunaki cũng vậy. Nhắc tới cây Bunaki thì ai cũng biết luôn. À, tôi chơi Rust là phải có cái cây này trong vườn là cực kỳ đẹp mà. Hoa màu sắc nó cực kỳ đẹp, rất là hài hòa luôn. Thuần em thuần bằng than. Ở nhà mua về thì tưới nước để dưới ánh nắng 70% và cho một ít phân tăng chậm ở gốc là có thể cây có thể cho hoa liên tục nha. Khi mà trồng ví dụ như nó rát xuyên hoa nhưng mà nó chưa đủ lực thì nó chỉ sẽ không cho hoa, chưa cho hoa. Nó đã cho hoa rồi, nó đã cho hoa được rồi thì nó sẽ cho hoa hoài, thân mới lên cũng sẽ có hoa. Nó là dạng vậy. Hoa đẹp không? Tím cánh trời, mình có bị lẹo lưỡi hoài. Lưỡi trắng cánh tím lưỡi trắng. Rồi cái cây tiếp theo em chia sẻ là cây Dendro chớp Gift By God. Cây này em chia sẻ với giá là 350.000 đã bao gồm phí ship nha. Chậu một thân, một măng như vậy nè, tương đương gần 2 măng rồi, 2 thân rồi. Giá 350.000 đã bao gồm phí ship. Cây này thật sự cái hoa nó rất là đẹp luôn, không thua kém gì cái hoa mà bàn đỏ xưa chứ. Hoa cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ có nghĩa là nó cái màu sắc cái màu sắc nó hài hòa, rất là hài hòa, mà hài hòa theo kiểu rực rỡ nha, rực rỡ rất là đẹp luôn. Nhìn vô một cái là mình mê mẩn liền cái cây này nè. Cây này á, em không có, em đi mua mà ví dụ như em đi mua của mấy chú mà mấy chú lão làng á, cây này ở mấy chú không có bán 350.000 mà cho em đâu, bán phải 400-500.000 á. Mà tại vì cái cây này là cây nhà em nhân giống ra em bán với giá là 350.000 mà bao gồm phí ship nha. Tất cả đã có hoa rồi, em mới nhân giống, mà em đi lấy lại của các chú mà chú nghệ nhân thì mấy cây đó nó cũng đã có hoa rồi, em mới lấy. Em mua của mấy chú nghệ nhân chứ không phải mua nhà vườn, mà nhà vườn theo kiểu mà nhập lô về đâu. Cây này là cây Gift By God. Trời ơi, hoa nó cực kỳ đẹp. Chớp này mà em bán có 350.000, không biết có đâu ra nữa. 350.000 đã bao gồm phí ship. Trồng thuần bằng than và đá pellet gì á, cho nó giữ ẩm thôi. Rồi cả nhà thích cây nào á, lời cả nhà nhớ chụp hình cho em, chụp hình xong rồi gửi qua Zalo cho em. Số điện thoại Zalo của em là 0903 7048 để em tư vấn kỹ hơn. Ví dụ như trong video nếu mà chưa thấy kỹ thì có thể yêu cầu em gửi hình cho cả nhà xem cũng được, tại vì em cũng bán hai ba kênh lận. Có kênh thì bằng video, có kênh bằng hình ảnh, cho nên cũng tiện cho việc mà chụp hình. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Hương Sắc Hoa Lan. Bye bye cả nhà và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.